Ủa? Ủa thằng Hải đâu vậy? Thằng Hải đâu? Anh ơi, Hải đâu tiêu vậy? Kim Hải. Rồi lời nói đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha anh chị. Thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cắt cỏ lô chữ N 12 máy và giá cả cực kỳ là vừa túi tiền, hợp lý về công suất nồng này kia cho anh chị nha. Và em nhanh nói lại nghe, khi mà anh chị coi máy của em nhanh thì anh chị phải clip cho clip. Anh chị coi hết từ 30 phút nó mới nói hết cái clip, là trong đó em nhanh có test nổ nè, em nhanh có báo công suất nè, em nhanh có báo nồng và đặc biệt em nhanh có báo giá cả là bao nhiêu. Đang cho anh chị dễ lựa ha, nhiều anh chị coi sơ xài bên ngoài rồi nói em nhanh không có báo giá, không phải, em nhanh có báo giá từng cây luôn. Đó, rồi sẵn em nhanh nói luôn là em nhanh sẽ nói hình thức bán hàng như thế nào dành cho khách mới người ta mới vô coi. Còn khách mà coi lâu rồi 1-2 năm gì đó thì anh chị nhớ tua lại cái cây, cái clip giữa giữa mình coi, chứ nhiều khi lên bình luận cái em nhanh nói ngắn gọn thì em nhanh nói ngắn gọn nhất có thể rồi, nhưng mà mình phải dành cho khách mới người ta mới vô, người ta không biết gì người ta coi nữa nghe anh chị, cho nên chị phải thông cảm cho em ha. Rồi địa chỉ của em nhanh là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Địa chỉ là em ở tại chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư nghe anh chị, kế Bách Hóa Xanh của xã Trung Hưng ha. Và cửa hàng em đã dời ra lộ rồi, không còn ở địa phương chỗ cũ nữa, cho nên anh chị nào muốn mua hàng thì anh chị phải alo để em nhanh chỉ đường, hoặc là kết bạn là Zalo để em nhanh gửi định vị cho anh chị đến anh chị xe máy ha. Tao mới đăng tin kiếm mày hả? Nói mày đi mất tiêu. Rồi, Maru Yanma, nồng 38 ly, có trợ lực trong rời. Kawasaki, Nhật, quên xài anh chị ơi, 34 ly 28cc. Mitsubishi TL 26. Mitsubishi TB 26. Kyugit 265, chạy bê tông ga, có trợ lực whip ha. Maru Yanma 26cc, ga bóp kim. Rồi Mitsubishi TB 24 có trợ lực chế hạt kim. Maru Yanma 22cc 32 ly. Ryobi 34 ly. Echo 24cc 32 ly. Echo 22. Và cuối cùng là một cây Makita cốc, xài ra bóp viên luôn. Đó, cái xuống này nè. Em lên đó đi. Cái kịch bản này không có chuẩn bị trước, nhỏ lúng túng. Rồi em nhanh sẽ nói hình thức bán hàng nha anh chị. Là em nói lại nha, anh chị phải clip vô cái clip anh chị mới coi được, em nhanh tách nổ nha. Thợ em nhanh tách nổ. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em nhanh nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam, từ trong Nam ra miền Trung, miền Bắc, em nhanh gửi tới nơi. Và thời gian mỗi nơi đi sẽ khác nhau nha anh chị. Tới sớm mua tái vô sớm. Rồi hàng em nhanh sẽ không có lấy cọc anh chị 1.000 nào hết, cho nên anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn, không có sợ bị lừa gạt ha. Đó, và cái nữa là em nhanh sẽ bao ship cho anh chị kèm phụ kiện đầy đủ. Ví dụ cái máy 1,5 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu hay là 2 triệu mấy gì đó, là em nhanh báo giá ra là em nhanh đã bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho anh chị rồi. Anh chị không tốn thêm 1.000 gì hết, anh chị chỉ chuẩn bị xong mới nhớt thử máy luôn. Và em nhanh sẽ nói chế độ bảo hành ha. Bên em chỉ bảo hành bao đổi trả trong vòng 10 ngày thôi nha anh chị. Anh chị nghe cho gọi giùm em ha. Trong vòng 10 ngày là 10 ngày đó là máy nó có trục trặc thì nó sẽ trục trặc ha. Và từ đó về sau anh chị sử dụng máy có vấn đề gì thì anh chị alo cho em. Đó, để không cần đem lại thợ ở địa phương, bên em sẽ hỗ trợ cách tư vấn về cái hư cái gì và phụ tùng bao nhiêu tiền. Nếu anh chị ở địa phương có thì mình sửa chữa, còn không thì anh chị alo em nhanh gửi, nhưng mà anh chị phải phụ thêm tiền những cái món đó nha anh chị. Em nhanh thì không có lấy lời, em nhanh chỉ lấy vốn thôi. Em nhanh nói rõ chỗ đó để nhiều khách nói sao em nói em bảo hành 1 tháng, không có, em chỉ bao đổi trả trong vòng 10 ngày thôi. Máy bên em nhanh anh chị, nói cho anh chị an tâm chứ muốn hư nó cũng rất là khó. Tại vì bên em là mua máy lựa thứ nhất, cái thứ hai là lựa thì phải riêng toàn tập mình mới lựa, rồi đưa đến tay máy đến hàng khách hàng thì phải là hàng chất lượng rồi, chứ đâu phải mà mình đắp này đắp kia thì sợ hàng nó vớ vẩn phải không. Đó, máy bên em nhanh rất là liền lạc. Cái thứ nhất, cái thứ hai á,
tại vì em Nhanh đặt ra cái phương châm á là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh trao cho mình chất lượng máy, thì làm gì làm bán cho khách ít gì cũng từ 2 đến 3 cây chứ không ít, tại anh chị sử dụng xong anh chị còn giới thiệu dùm cho em nữa, chứ không phải mua cây xong rồi bán mà không duy trì bảo hành cho khách là không có ha, tại vì phần lớn khách của mình toàn là nông dân chất phát thật thà đó, thì mình bán sao cho đúng cái tâm cái nghĩa để người ta còn quay lại ủng hộ nữa. Nhưng mà anh chị đấy bán hàng không lấy cọc là sẵn sàng là hàng chất lượng mới dám không lấy cọc nha anh chị. Rồi một cây máy, anh chị chốt đơn thì liên hệ số điện thoại bên đây giùm em nhanh 0913136620, số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp nha. Rồi một cây máy cắt cỏ, khi mà em nhanh cho đi em nhanh sẽ cho theo trắng cỏ nè, nó trên máy không có em cho trắng cỏ mới, một sợi dây đeo, một cái chiếc mở bu ghi cho mình luôn, rồi một cái ổ cước, có dây cước cái này để dành cho mình phát cỏ nha anh chị, và với điều kiện là cỏ nhỏ cỏ mỏng cỏ non mới mọc gần đá gần nhánh cây mình phát thì nó sẽ an toàn ha. Một cái đĩa dài ba tấc, đĩa Makita luôn nha anh chị. Bữa xong em mất tiêu lục giác 4 rồi, một bữa thì 2-3 cây và kèm theo là một cái lục giác 4 nữa nha anh chị. Đó là em nhanh sẽ cho 6 món nha. Thì 6 món này anh chị nào có mua thêm thì em nhanh cũng gửi nha anh chị, có máy rồi anh chị mua phụ tùng em vẫn bán nha anh chị bình thường. Cái gì bán được, cái gì được tiện lợi cho anh chị em đều bán hết. Đó. Đầu tiên là cái này là cái gom cỏ, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn, một cái 100.000 cái gom cỏ như thế này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Cái tiếp là cái trà rong rêu, thì trời mưa anh chị ứng dụng cho trà rong rêu, trời nắng anh chị ứng dụng cho phát cỏ, cái bản nhỏ là 100.000, cái bản lớn là 120.000, mà khi anh chị chốt đơn thì anh chị nói giùm em nhanh trà rong rêu để em nhanh biết em nhanh gửi ha, đây bản lớn hay bản nhỏ vậy đó. Nếu như anh chị mà ở nhà có máy rồi anh chị mua cái này em vẫn gửi, nhưng mà anh chị chịu phí vận chuyển nha anh chị, 30.000 ha. Rồi tua hít bơm nước, nước lớn hay nước rồng gì đều ứng dụng tua hít này được nha anh chị. Anh chị đi về gắn vô cái đầu bò bơm nước cắt cỏ đó, anh chị bơm nước lên, anh chị chỉ việc cầm cống dây anh chị tưới rau tưới cây ăn trái rồi thôi đó. Một ngày xách hai cử cũng mệt chứ, một cái máy dưỡng dụng là nó rất là tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Cái đầu ga này là ống 27 nha, cái đầu bơm này là 150, nó bằng inox nha anh chị, 150. Anh chị nào có alo thì em gửi luôn cho. Rồi cuối cùng là nhớt hai thì, nhớt này anh chị sử dụng cho máy cắt cỏ nè, sử dụng cho máy cưa và sử dụng cho nhớt lam của máy cưa được luôn nha anh chị. 100.000 một bình như thế này là 1 lít nhớt, anh chị có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. Nếu mà máy của mình xài bền, cái điều quan trọng nhất là nhớt phải rõ nguồn gốc, nhớt chất lượng anh chị. Cái thứ hai là tỷ lệ xăng pha nhớt cho nó chuẩn thì máy nó chạy bền thôi. Tại vì hôm bữa có khách phản hồi đó, anh chị nào vô tình coi được cái clip đó thì biết, anh ấy mua cái máy của em mấy năm trời luôn, chạy rất là ngon, lâu lâu mà vệ sinh bình xăng con lại, nhớt pha cho đúng là chạy nó ngon thôi. Đó. Rồi nhớt này em nhanh cũng đã thử nghiệm mấy năm nay rồi, em nhanh xài nó rất là chất lượng cho nên em nhanh bán luôn. Nhớt qua test hai thì một bình này là 1 lít, 1 lít nhớt anh chị có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng, chỉ có 100.000 thôi. Mà anh chị có thể mua một cây máy, mua vài bình như thế này để dành dùng dần, tại vì hạn sử dụng từ 4 đến 5 năm nó rất là lâu. Đối với máy cắt cỏ thì anh chị pha dùm em 1 lít xăng thì 40cc nhớt hoặc 50cc nhớt đều được. Mà cái bình nhớt của em nhanh bán nó có cái bình nhỏ bên hông chia cái miêu ra nè, 20, 40, 60, 80, 100, anh chị thấy không? Anh chị muốn nhớt lên đây được, anh chị bóp bên đây cho nó qua đây và nó xuống đây, pha tỷ lệ bình nhỏ nó liều lượng đàng hoàng thì máy nó chạy nó mát, máy nó khỏe nó bền, không có lý do gì máy hư. Và đặc biệt anh chỉ cho mình cách pha như vậy thì máy nó sẽ hơi ra khói một tí xíu nha anh chị. Đó, nó hơi ra khói nhưng mà động cơ hai thì ra khói là hiện tượng bình thường nha anh chị, không có hư hao gì đâu, hư em nhanh chịu trách nhiệm đó. Thì anh chị mua máy có mua nhớt theo ủng hộ em nhanh thì ủng hộ. Thứ nhất, cái thứ hai vì cái shipper họ giao đột xuất mình có nhớt mà mình thử xài hết, sau này mình chưa cái vỏ này là mình lường đó, chỉ có 100.000 một bình như thế này thôi, vừa túi tiền anh chị, không có mắc đâu. Rồi bây giờ nhà thợ kết nổ nha. Rồi sẵn em nói luôn, anh chị chốt đơn thì chốt giùm em lô chữ N1, N2, N3 vân vân, N7, N8, N9, N10, N11, N12 nha, chốt chữ cái giùm em nhanh để không có lộn máy nha. Rồi để xem được những cái clip thì anh chị cho em một cái nút like hay một cái nút thích gì đó là nó. Và khách mới mình chưa nhắn vô đăng ký kênh thì anh chị nhắn vô đăng ký kênh nha anh chị, đó để mình xem được nhiều cái video sát với cái clip của em hơn. Rồi đầu tiên
đầu tiên là một cây máy Makita, đến từ thương hiệu Makita nha anh chị. Cái này là dành cho những cái anh chị nào mà mình phát cỏ gia đình, phát cỏ ít xịu đó, phát cỏ cho trâu cho bò ăn rồi ha. Cái máy gọn gàng đó, hoặc là mua về cho mấy bác sử dụng thì anh chị chốt cái máy này nha anh chị, hỗ trợ giật trợ lực ha. Cái mới có nửa sợi dây giật thôi đã qua tua và nhảy nổ rồi. Cái thứ hai là chạy chế Vinwall Pro le đỏ tự động ha, tức là anh chị bơm xăng, anh chị đóng e, anh chị giật máy nổ hay không nổ thì anh chị cũng bóp còi giùm em là lên ga nó sẽ nhảy mở e. Nếu nổ rồi thì mình bóp cò, mình lên ga mình đi cắt cỏ, còn chưa nổ anh chị giật phát hai phát nữa thì nó sẽ nổ thôi. Một máy đẹp nè, Makita tôm liền tôm nhựa nha anh chị, công tắc nè đó, rất là liền lạc ha. Ra bóp zin cho anh chị luôn nè, lắp zin chán cỏ đầu bò zin. Mã này anh chị chốt cho em nhanh N1 31 ly giá 1.300.000 đồng ha. Đó, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho anh chị luôn. Echo áo màu trắng cho nên em gọi là Echo trắng. Em quên nói với anh chị là cửa hàng em bán hàng là máy cắt cỏ như thế này, thì anh chị nhìn trong clip sau thì ở ngoài nó y như vậy. Đó, đảm bảo chất lượng cho anh chị, đúng máy đúng hàng ha. Nhà màu cam nè, mão cam nè, trắng cỏ cam. Đó, hàng này trưng bày luôn anh chị ơi, quá đẹp. Bình xăng lớn zin ha. Cốc máy đẹp vô khói nữa nè. Trắng sáng nha anh chị. Quà đặc biệt là sở hữu chế Vinwall Pro. Cái chụp giật nó đổ liền xuống đây luôn, có chân bờ đỏ bình xăng ha, chạy rất là lợi xăng. Echo AT221G ốc máy anh chị, ốc kinh trắng đẹp luôn chị, xuất sắc đó. Ga giữ ha, công tắc trên tay cầm đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Lát vinh nè, chấm cỏ đầu màu vinh, có chấm chấm màu nữa rồi chấm 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 cỏ cho mình luôn đó. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh, N2 32 ly giá 1.450.000 ha. Đó, bao ship kèm phụ kiện này đủ luôn. Dây giật mạnh chị thấy uy tín chưa, trắng tư luôn. Thôi bớt nhiều chuyện đi Bình ơi. Một cây Echo màu xanh anh chị ơi, Nhật quên xài. Chạy chiếc zin ga ngang chú lớn nha anh chị. Đó. Đây. Máy này thì nó liên lạc rồi. Đó, sáng trưng luôn. Bình xăng lớn zin nữa nè. Ốc máy zin quá đẹp. 224cc 32 ly. Trời ơi. Bây giờ không biết cái lò nó có è đấy anh chị, có nghe không? Đây. 24cc nòng 32 ly nha anh chị. Mẫu máy đẹp ha. Đó, ga bóp zin. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Ám lát zin trắng cỏ đầu bộ zin, có chén chống mòn ốc luôn. Đó. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là N3 32 ly 1.550.000 ha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho anh chị luôn. Cái đánh là Ryobi nè. Hãy
Ryobi nồng 34 ly, công suất là 26cc nha anh chị. Tại vì cái tem nó là nó xịt nước nó rửa bay mất tiêu, em lấy cái tem khác anh dán vô nhìn cho nó đẹp đẹp thôi ha. Chứ này là đến từ thương hiệu Ryobi, thường thường là 2600 hoặc là 2620 là nó nha. Chạy chế mày này chế gì máy cương nha chị, chế gì không máy ha, phiên bản này nó có trợ lực nha. Cái dòng máy này nó chạy rất là ổn định. Đây một khói trắng đẹp nè, khung bộ đỏ thì cũng đầy đủ nha anh chị. Và đặc biệt cái cây máy này á, cái công tắc nó nằm ở đây nè anh chị ơi, à nằm phía sau tôm liền tôm nhựa ha. Ga giữ nha, đầu quò zin có chán chống mòn đỏ về chán chống quán cỏ nha. Có 1,6 triệu thôi, 34 ly. À, giá cả vừa túi tiền anh chị. Mã này chốt giùm em nhanh là ký hiệu N4 34 ly 1,6 triệu. Cái này là siêu phẩm Nhật xài lướt ha. Anh nào mua máy về mình vừa phát cỏ hay là mình vừa gọi là trưng bày, hay là lần đầu tiên mình mua hàng trên mạng mà nhiều anh cũng bàn ra thôi, mày mua hàng trên mạng nhiều khi hàng nó không có đẹp như ở ngoài hay là nãy kia, thì anh chị có thể mua cái máy này về để mình phê với mấy anh ở sớm mấy anh. Rất là đẹp nha anh chị. Cái này cái tem zin của nó mà nó có cái bọc ở ngoài nha, rất là đẹp, rất là sáng nè. Maruyama TK 23cc nồng 32 ly, mẫu 2 sừng, màu xanh này rất đẹp, chạy chế zin One Pro luôn nha. Nha chị nhìn cái bu khói nào để biết, xài lướt tháng 4 luôn, tôi tắt cái tem còn nè, khung bỡ đỡ bình xăng nha, chưa có xài luôn anh chị, còn về cui luôn. Lóc dập nổi Made in Japan ha. Rồi, tôm gầy, tôm nhôm 260. Trời trời nào mấy. Mấy anh có thể tháo rời đầu máy mình đốt xịt thuốc được nha mấy anh. Gà giữ nha. Trắng cỏ đầu bò ghim. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là N5 32 ly 1,7 triệu. Cái máy này á, là công suất nó 24cc nồng 32 ly mà nó chạy như những cây 34 ly á anh chị. Anh chị nghe tiếng máy chạy cho tua nó rất là nhanh, chạy khỏe lắm nha. Đó, hỗ trợ giật trợ lực nha anh chị. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TB Made in Japan, có trợ lực ha. Chạy chế 2 kim, chế zin One Pro. Đó. Máy này thì zin 100% liền lạc hết. Anh chị nhìn nè, ô khói trắng đẹp phải không? Con số có nè. Đó, TB. Trên lắp nó là 242 nhưng mà bên đây 23 anh chị, 23 24 mà nó cũng tương đương ở một số thôi. Thì có lốc dập nổi Made in Japan. Đó, đế bờ đỡ bình xăng nè. Nói chung cái máy này là không chê vào đâu được ha. Tum liền. Tum nhựa nha anh chị. Công tắc màu đỏ, ga giữ nè. Một tay cầm, trắng cỏ đầu bò zin. Cái đầu bò có chán chống mòn đỏ và chán chống quán cỏ luôn. Cái phiên bản này anh chị chốt thì ký hiệu giùm em là N6 32 ly 1,8 triệu đồng. Mà xả em nhanh lấy luôn. Anh nào muốn hình thức máy mà chốt phát cỏ mà mình cầm nó gọn nhẹ mà nó không bị vướng phiếu thì anh chị để một tay cầm như thế này, anh chị móc qua đeo vô đây, một tay mình lên ga, một tay mình cầm cái này mình phát cỏ ha. Rồi anh chị nghe cho kỹ nha, anh chị không xài một tay cầm thì anh chị nói bên em đổi sang hai tay cầm miễn phí không tốn tiền, tức là em thu một tay cầm này lại ha, em đổi hai tay cầm, còn không anh chị thêm hai tay cầm thì anh chị thêm tiền giùm em nhanh. Đó, mấy em gái mấy khách cự em sao em nói là em đổi không tốn tiền, dạ em đổi chứ không phải là em cho thêm, anh chị nghe kỹ giùm em. Rồi, kê đến nè.
chắc là lá giặt dưới này là mới khỏe mà đẹp dữ dằn không nè, siêu phẩm không. Cái lấy bằng keo tao dán cái miệng nó lại luôn. Rồi máy này là máy Maruyama, nồng 34 ly, công suất là 26cc. Rồi anh chị kéo chị giật cho giùm em. 1 đến 2 tua rồi nó sẽ nhảy nổ nha anh chị. Hơi nó rất là chắc ha. Áo quàng rất là đẹp nha, lấp la lấp lánh. Chạy khỏe mà lại đẹp nữa. Đó. Đây, bình xăng lớn zin hết sáng trưng nha anh chị. Bu khó của nó nổ là bu ém ha. Đó. Chạy chế zin quanh pro luôn, thật kìa. Trắng tự ha, bu khó trắng tự rất đẹp. Khung bỡ đỡ bình xăng còn đầy đủ nha anh chị. Ốc máy trắng đẹp ha. Đó. Tum liền, tum nhựa nha anh chị, công tắc nè. Em quay cụ thể cho anh chị mặt trước cũng như mặt sau ha. Ốc cùm nè, trời ơi, nó trắng đẹp. Ga bóp zin nè, 26cc 34 ly, trắng cỏ đầu bồ zin. Có chén chống mòn đỏ, chén chống quán cỏ luôn. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là N7 34 ly, giá 2 triệu ha. 2 triệu bao ship phụ kiện đầy đủ. Rồi cái đến là kêu hit nè. Qubit 265 nha anh chị, 265. Chị chế này chế với tông ga nha anh chị, cực kỳ là khỏe. Đó. Bô khói nè anh chị, quá trời trắng đẹp luôn. Hỗ trợ giật trợ lực nha. Rất là vip nha anh chị. Một cái máy màu đỏ, ốc tum màu đỏ rất là sáng luôn. Cái sưng zin của nó nha. 265. Ừ. Made in Japan. Chân bờ đỡ mình xong nói chung là đầy đủ hết. Rất là vip, chạy khỏe, bền luôn. Ra giữ nha, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha anh chị. Trắng cỏ đầu bồ zin nữa nè, đường lạc hết. Nói nè anh chị chốt cho em nhanh, em nào 8 34 ly, giá 2 triệu ha. Cái này nó cũng muốn xuất. Mitsubishi TB, công suất 26cc, nồng 34 ly, Made in Japan. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha anh chị, chạy chế 2 kim One Pro đó. Hôm nay mã này em bán rất là chạy hàng nhưng mà em bán tung liền, hôm nay em đổi tung rời anh chị ơi, tung rời luôn. Đây bình xăng lớn zin ha, tua máy nhanh chạy khỏe nha. Và đặc biệt thì tung rời thì anh chị có thể chế cháo, nấu xịt thuốc, làm thêm cái gì cũng được. Cái tung nó rất là đẹp nha anh chị, tung rời tung dâm 260 đó. Lóc dập nổi Made in Japan nha anh chị. Cái bờ đỡ mình xăng đầy đủ, nói chung là nó rất là liền lạc cho cái phiên bản này luôn. Ga giữ nè, đầu bò zin lắp nè, liền lạc hết. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, em là 9 nha, 34 ly, giá là 2,5 triệu nha anh chị. Em bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Rồi Mitsubishi tên là 26 nè. All right.
thêm gia nè. Mitsubishi công suất là 26cc, nòng 33 ly, tên L nha anh chị. Máy này á, là chỉ có bình xăng lớn nó bể, em thay bình xăng mới thôi. Còn bao nhiêu là zin toàn tập hết, chạy chế 2 kim One Pro. Đó, lóc dập nổi máy đen Japan này nha anh chị. Anh chị nhìn từ bình xăng con nhìn ra là sẽ thấy ha. Đây em quay lên đây cho anh chị thấy cụ thể nha. Đó, lóc dập nổi nha. Mua khói đầu trắng đẹp luôn. Đầu bò trắng cỏ zin, hai ta đau lớn ra dữ. Tương đời tinh nhâm 260. Đó. Công tắc zin. Cái này không phải cái tung nó bị nứt nha anh chị. Cái tung nó dính cái gì á. Đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh NM 33 ly 2,5 triệu ha. Thanh ơi. Lẹ đi Thanh ơi. Còn hai cây cuối cùng. Anh Hợp ơi, nó nói chuyện. Cái máy này á anh chị, cháu chụp giật này 4 con ốc mà bên em lắp thiếu 1 con ốc ha, chừng chút nữa là em lắp vô liền. Anh chị chút lên chị an tâm đi, em sẽ làm đầy đủ đàng hoàng em mới cho đi, rồi tới chỗ anh chị kiểm tra hàng mới nhận ha. Cái này nó rất rất là đẹp nha, nếu mà máy công suất như thế này như vậy là máy nó rất là lừng lạc. Gin nè anh chị, chạy chế với tông ga nhìn chỉ ra ban ha. Anh chị nhìn cái bô khói nó đi, trắng rất là đẹp, mà máy này là máy công suất lớn nha, về tha hồ một phát cỏ dày có to nha anh chị. Đế bờ đỡ bình xăng bằng nhựa nè, đó nước sơn zin ha, đó cái tâm đó nè rất là đẹp. Kawasaki TG 28 nòng 34 ly đó, công tắc nằm bên đây ha. Thì riêng cây máy này nòng 34 ly so với những cây máy này thì chạy sẽ không lợi nó, tại vì công suất nó tới 28cc lận ha, chạy khỏe bền tiết kiệm xăng, hai tay đau lớn da giữ cắn cỏ đầu quần zin. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là N11 34 ly giá 2,5 triệu nữa. Maruyama không để nó đi, em để cho nó đi. Maruyama công suất là 32cc nòng 38 ly, máy công suất lớn mà hỗ trợ giật trợ lực nha anh chị, tức là anh chị kéo thẳng dây ra, anh chị buông nhẹ về thôi là nó sẽ qua tua trợ lực trả, nó sẽ nhảy nổ nha. Chạy chế Gin One Pro một kim ra ngang ha. Đó vô khói nữa nè, trắng đẹp nha anh chị. Lóc dập nổi Made in Japan đầy đủ cho anh chị luôn, bình xăng lớn zin, khung bờ đỏ bình xăng luôn ha. Công tắc nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở. Chạy tum nhôm tum rồi 260 nha anh chị, ra giữ ha, cán cỏ đầu bờ zin. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là N12 38 ly giá là 2,6 triệu đồng. Rồi em hẹn gặp lại, tạm biệt.